ơi, chào mừng đã quay trở lại. Mình đã có cơ hội trải nghiệm hai chiếc gimbal mới nhất, tích hợp những cái công nghệ mới nhất luôn, DJI Osmo Mobile 6 và Insta360 Flow ngay thời điểm ra mắt. Trước đây thì mình nghĩ rằng là gimbal là một món phụ kiện không cần thiết cho lắm, nhưng trong rất nhiều tình huống thì một chiếc gimbal có khả năng chống rung tốt sẽ đem đến cho chúng ta những thước phim chất lượng. Với mức giá tương đồng thì theo bạn nên lựa chọn một chiếc gimbal đến từ cái thương hiệu tên tuổi như là DJI hay là từ một cái thương hiệu mới nổi như Insta360. Và ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau test thực tế để xem nên lựa chọn sản phẩm nào nhé. Osmo Mobile 6 được tích hợp ActiveTrack 5.0 mới nhất từ DJI, còn Insta360 Flow có công nghệ AI tracking Deep Track 3.0. Trong những bài truyền thông của mình thì Insta360 luôn nói rằng khả năng tracking của chiếc Flow này vượt trội hơn rất nhiều so với những cái đối thủ khác ở thời điểm hiện tại. Và để biết được là nó có thật sự như vậy hay không thì chúng ta hãy cùng nhau test thử xem tracking như thế nào nhé. Để có thể tạo vùng khóa tracking theo chủ thể, chúng ta có thể lựa chọn vẽ ô vuông vào chủ thể đó hoặc bấm trigger để thiết bị nhận diện và kích hoạt tính năng này. Cả hai chiếc gimbal sẽ di chuyển theo chuyển động của chủ thể này, dù tốc độ di chuyển chậm hay nhanh thì đều bắt khá nhạy. Và mình có ghi lại màn hình trên cả hai ứng dụng khi nó đang tracking thì các bạn có thể thấy được biểu tượng ô vuông tracking đang thay đổi linh hoạt theo mỗi bước chân của mình. Nếu như tracking đơn thuần ở cả hai thiết bị đều mượt mà và ổn định thì khi gặp vật cản khiến chủ thể mất dấu, lúc này chúng ta mới thấy được sự khác biệt của Insta360 Flow, chiếc gimbal có tích hợp công nghệ AI đã bắt dính chủ thể khá sát. Dù mình có đi khuất sau vật cản là mất dấu, nhưng ngay một khi mình quay trở lại tầm ngắm của camera, lập tức Flow đã tracking được lại ngay và di chuyển theo mình, còn Osmo Mobile 6 thì không. Mình cũng thử một lần nữa bằng camera trước, khi có hai người chuyển động nên chỉ tracking vào bạn nam. Insta360 Flow theo rất sát, rất chuẩn bạn nam ấy, cho đến khi mất dấu cũng không hề nhận diện mình. Còn với Osmo 6, khi bạn nam biến mất, nó sẽ chuyển sang tracking mình luôn, hoặc bất kỳ ai che lên trước khung hình thì nó sẽ tracking theo người đó. Tuy nhiên thì Insta360 Flow cũng không được ổn định cho lắm. Bạn nam quay trở lại thì nó cũng không nhận diện lại như cách nó retract mình trở lại từ vật cản giống như ban nãy nữa. Cả hai đều có khả năng chống rung 3 trục. Nếu chỉ nghe vậy thôi thì có lẽ rất khó để phân biệt được đâu sẽ là thiết bị chống rung tốt hơn. Vậy nên chúng ta hãy cùng thử một vài cảnh quay đi bộ và chạy cơ bản thử xem nhé. Điều mà mọi người quan tâm nhất thì mình cũng đã có cái bài test ở trên rồi. Còn những cái điều khác đối với cá nhân mình thì cả hai chiếc gimbal này đều đem lại cho mình cái cảm giác khá là tiện lợi khi mang đi quay. Đặc biệt là với một cái người nhỏ con như mình thì nó gọn và nó nhẹ. Nhưng mà nếu nói về sự tiện lợi thì có lẽ là chiếc Insta360 Flow nó sẽ tiện lợi hơn một chút khi ở bên trong nó tích hợp ngay một cái chân đế tripod. Và chúng ta chỉ cần kéo dài nó ra là có thể sử dụng được ngay. Còn đối với cái chiếc Osmo 6 này thì chúng ta sẽ lại phải tháo cái chân này ra Và một khi tháo ra rồi thì chúng ta lại rất là hay quên. Và nói thật thì trọng lượng này, sự gọn nhẹ và tiện lợi là một điều chúng ta rất đáng lưu tâm khi đi quay. Và đặc biệt là dưới cái thời tiết vô cùng khắc nghiệt ở Hà Nội như mùa hè này. Có một cái nút mà mình rất hay sử dụng để zoom trên Osmo Mobile 6. Và mình thấy cái thiết kế của nút này so với chiếc Insta360 Flow nó tiện lợi hơn rất nhiều, vì nó thoải mái hơn với tư thế tay cầm. Còn trên chiếc Flow, có lần mình cũng suýt trượt tay khi vừa cầm vừa vươn ngón cái ra để có thể sử dụng nút zoom này. Ok, video này đến đây thôi. Chắc là cũng không cần phải dài dòng thêm nữa khi mà các bạn cũng đã có thể cảm nhận được sự khác biệt qua những cái so sánh ở trên rồi đúng không? Và nếu như bạn có thêm bất kỳ câu hỏi nào thì đừng quên để lại comment ở bên dưới. Và chúng mình đã có những cái video rất chi tiết về từng sản phẩm rồi. Hãy click vào link ở phần mô tả nhé. Ok, và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.